Xin giới thiệu các bạn, mình đang có mặt tại giáo xứ Hữu Vi thuộc về hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Năm nay giáo xứ Hữu Vi đăng cai trong hạt Nam Tiền Hải. Tất cả các giáo xứ trở về giáo xứ Hữu Vi để mừng Chúa Giáng sinh vào đêm tối 22 này. Mời các bạn đón xem giáo xứ Hữu Vi đang chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh cũng như là các sư các họ đến khuôn viên giáo xứ Hữu Vi. Thank you.
Xin chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ để có động lực làm nhiều video phục vụ các bạn tốt hơn. Có điều gì làm không hài lòng các bạn, mong các bạn thông cảm bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn.